Soalnya yang kau takut dari bersama yang terbakar. Ta sẽ đánh địch, địch đã phát cái này thông dụng đó bạn. Cái này thông dụng hơn cái địch phát trên đây. Đó là địch đã phát các bạn. Trong các điều khi ta học rồi, bây giờ tới nhồi các bạn, nhồi rồi đó. Thường thường ta nhồi, sau khi người đã phát ta nhồi luôn ha. Sau khi đến nghịch phát, thì đã phát ta nhồi rồi các bạn ơi. Nghịch đã phát rồi. Thường thường đó là từ nói tiếp các bạn. Thường thường ta đến nghịch đã phát xong thì ta nhồi luôn. Cái này chúng ta để cái này. Ba cái này rất là quan trọng. Khi ta đánh á, chúng ta đánh hai cái này, còn cái nghịch phát thì không cần thiết. Cái nghịch phát là hình thức là kinh điển thôi. Chúng ta không sử dụng nhiều. Bây giờ sau khi chúng ta học ba cái này rồi, chúng ta chuẩn bị học coi trên cây đờn các bạn ha. Ta coi cây đờn. Xin cảm ơn các bạn. Và điểm hát organ 2014, chúng ta sẽ tập thực tập cái ba cái tiết tấu. Thứ nhất là nghịch phát các bạn, nghịch phát. Thứ nhì là nghịch đảo phát và thứ ba là nhồi các bạn ha. Nghịch phát là ta đánh vậy các bạn, ta lên nhạc ha. Đổi bên tay trái trước ha. Chúng ta đánh vậy các bạn ha. Coi như con bước bê bằng nhựa, một thứ bước bê thật tình thân. Lần đầy trong trái tim là một ca khúc, đồng vui nhớ mong góc thường mong. Sau cái đó chúng ta dàn các bạn ha. Thì tôi đây là nghịch phách các bạn ha, nghịch phách nè. Chúng ta phải tập kỹ để chúng ta mới điểm được các bạn, chứ không chúng ta đánh cái này vậy nó nổi lên khó lắm. Ở tempo này là trình độ cao nhất của nó là disco. Giờ là nghịch đảo phách các bạn, chúng ta sẽ đổi điều khác, nghịch đảo phách chẳng hạn. Thì chúng ta double cho ta chậm lại chút xíu ha. Nghịch đảo phách chúng ta đánh gì các bạn? Thủ thuật chút là khi đánh bài này á, khi đánh tới cái bài này á, chúng ta có những cái phân chẳng hạn như là đi đến cái phần trước khi mà đội chuyển qua câu 2, chúng ta sẽ dằn chúng ta nhấn mạnh là ta dằn cái chỗ này, các bạn lưu ý cái này như này ta nói lại ha. Có cô gái ngồi trời tóc nhắn vàng, lòng trái tim tôi mong manh, có dân rất nhiều tóc sớm lòng tàn tôi trong đá băng. Đó là chuyện này tôi dàn phiêu tới cái vòng vòng, chúng ta sẽ phiêu qua đó chỗ đó cho nó hay các bạn ha. Đó là nghịch đảo phách. Bây giờ là đến cái phần gọi là chúng ta đánh nhậu các bạn ha. Cha tôi chậm lại chút các bạn, chậm lại chút xíu này cho bạn đánh ha. Thank you.
là sau khi mà đánh sau cái phần huyệt đạo phách chúng ta nhồi các bạn, giờ chúng ta đi tiếp với ba cái còn lại là giai điệu kiểu mới ha và chập móc đơn các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Bạn đến với chương trình học vocal 2014, chúng ta sẽ đi điểm ba phần. Thứ nhất là thứ tư là giai điệu kiểu mới ha, kiểu mới và chập móc đơn các bạn. Chúng ta sẽ giai điệu ta đánh nhẹ mà ha. Để bắt đầu. Vâng vâng, và tới cái kiểu mới các bạn, đánh nhẹ các bạn nè. La sol la, la sol la. Đó là các bạn ha, chúng ta thấy ba cái đó. Nên sẽ học ba cái còn lại. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái phần đánh giai điệu trên cây đờn các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Chào các bạn đến với chương trình học vocal 2014. Chúng ta sẽ minh họa cái giai điệu trên cái phím đờn các bạn. Đây là ví dụ đánh la ta đánh nhẹ quá. Là ta thấy ví dụ một là flat. Flat 2 là tiếng lead ha, để ta đánh dù ta đánh vậy ha. Ta đánh nhẹ là đô là mi là đô là qua đây tắt bật các bạn vẫn nhẹ này. Rê pha rê la ha. Rê pha rê la rê pha rê ha. Rê pha rê. Rê pha rê la. Là mi 7 các bạn. Mi 7 cho đánh. Mi son, mi xí, mi son. Chúng ta làm lại. Ta chậm lại chút xíu ha. Là đô là mi là đô là. Là đô là mi là đô là. Dạ vâng vâng các bạn, đó là giai điệu phần cái chậm móc. Cái này chúng ta sẽ có phần clip để chúng ta coi cái điểm trên đó. Tại vì phải có bài minh họa các bạn. Tại cái bài này chúng ta không điểm để ta hát được ha. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái này. Điểm kiểu mới ha, điểm kiểu mới cho là điểm phần phát các bạn. Điểm phát nè. La ta đánh nhạc. La ta đánh la nè. À, thế nào chúng ta sẽ coi cái này. Nếu là la thứ ta đánh nhạc các bạn. La sòn la ha nè. Ta đánh nhạc. À, la sòn la ha. La sòn la. La sòn la ha. La sòn la. La sòn la. Ta để ngón này. Cái la đó thì chúng ta đánh cái nó son nằm trước ha. Ta đánh. La sòn la ha. Còn nếu mà rê á, ta đánh cái rê. Cái rê ngay cái nốt trỏ thì ngay cái rê, còn cái đô thì ngay cái đô đó là ngón cái ngay cái đô ta mới đánh được các bạn ha. La. Còn rê mi 7 thì ta đánh nhẹ mà. Chúng ta làm lại các bạn coi nha. La. Những cái điểm như vậy các bạn ta gọi là điểm gián tiếp các bạn. Điểm gián tiếp có nghĩa là những cái nghịch phách, nghịch đạo phách hay nhồi chúng ta vừa đánh chúng ta hát được, cái bè techno ta hát được. Còn điểm kiểu mới, điểm giai điệu hay điểm, có chúng ta hát cũng được, ta tự làm cũng được. Chẳng hạn như là điểm nghịch đạo phách chập móc đơn hay là bè techno ta đánh được các bạn. Còn một số còn lại chúng ta không có điểm được, ta để điểm người ta hát người ta gọi là điểm gián tiếp ha. Cái điểm kiểu mới về chúng ta chặt móc đơn các bạn. Móc đơn thì dễ rồi ha. Dễ rồi. Có đánh nhỉ. Ha.
khi ta đánh vào. Các bạn chúng ta có cái tiếng hít nè, các bạn hít nè, cho đánh nè. Chúng ta có tiếng hít cho trong cái đó nữa các bạn. Và có hít kỹ thuật dàn nữa ha. Thì chúng ta đi đến cái ba cái còn lại, tức là phần multi bass, bè techno và phần đường điện dân ca các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Khi chúng ta đã đi cái phần multi bass thì chúng ta đã chọn cái multi bass ở trên cái đờn rồi ha, thì chúng ta bấm shift 2 các bạn ha. Thì nó có hiệu ứng ha. Hiệu ứng theo đó ha, và re cho hiệu ứng theo nè. Mi thì ta lên nhạc. Ta nhớ là chúng ta phải nhớ là điều chỉnh cho cái multi bass nó lớn là các bạn, để chúng ta nghe được ha. Chúng ta làm lại ha. Đây là tiếng multi bass các bạn. Multi bass đang theo âm, đang theo âm các bạn ha. Vâng vâng. Khi chúng ta đánh bè techno, xin các bạn phải chọn đúng cái bè techno. Nó giống như bè thường thôi ha. Ví dụ ta đánh ví dụ ha. Chúng ta đánh bình thường cho chúng ta tiếp theo techno các bạn ha. Chúng ta làm lại các bạn thế này. Bè trên techno ha. Vâng vâng các bạn. Còn cái phần điệu game ca đó thì chúng ta sẽ có trong cái phần mà vâng vâng các bạn, chúng ta sẽ có cái phần điểm theo kiểu dân ca của cái lối đánh của dĩ nhiên là cái đó là disco, nó là disco mà chậm chút xíu các bạn ha. Bây giờ chúng ta sẽ coi tổng hợp cái của điểm cú pháp hai tay trên cái đờn tất đó trước khi chúng ta qua cái phần chạy MIDI và phần minh họa bài ha. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn đến với chương trình học organ 2014, chúng ta sẽ đánh tổng thể cái ôm lại hết tất cả cái phần ta đã học ha, trước khi chúng ta qua phần cú pháp MIDI và phần minh họa bài. Chúng ta sẽ đánh phát nghịch phát các bạn, nghịch phát rồi nghịch đạo phát nhồi các bạn ha. Nghịch phát đó là nghịch phát các bạn, đó là nghịch phát ha. Đó